thủ đoạn lừa đảo mua bán nhà đất bằng sổ đỏ giả, cách kiểm tra sổ đỏ thật và giả. Vấn nạn sổ đỏ giả trở thành mối lo ngại với nhiều người khi giao dịch mua nhà đất, đặc biệt là những người không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Vậy làm sao để biết sổ đỏ thật hay giả? Video này sẽ hướng dẫn 5 cách kiểm tra sổ đỏ thật và giả, tránh rủi ro bị lừa đảo nhà đất. 1. Dùng kính lúp để kiểm tra. Thông thường sổ làm giả được in màu kỹ thuật số nên các chi tiết không sắc nét. Không có các tổ hợp chấm mực hồng ế, thậm chí trên cùng một chi tiết in còn có nhiều hạt mực với màu sắc đậm nhạt khác nhau. Trong khi đó, giấy chứng nhận thật được in bằng phương pháp in offset nên rất sắc nét, màu mực đồng nhất trên cùng một chi tiết in và sẽ có các tổ hợp chấm mực. Dùng đèn pin kiểm tra sổ đỏ giả. Bạn hãy chiếu đèn pin vào vị trí dấu sổ đỏ ở góc dưới bên phải mặt trước sổ hồng một góc khoảng 10 đến 20 độ với sổ đỏ thật. Quốc huy Việt Nam được in nổi lên, nội dung rõ ràng, mã số hiệu tại đó được đóng hoặc in bằng phương pháp in tapo vào chính giữa dấu nổi. Nếu là sổ giả, hình dấu quốc huy được in lõm, không rõ nội dung, mã số hiệu được tạo bằng phương pháp in màu kỹ thuật số nên thường bị lệch so với hình dấu nổi. Video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn thêm 3 cách khác để kiểm tra sổ thật và giả. Cùng đón xem nhé! Và nếu muốn check quy hoạch chi tiết về bất động sản thì hãy vào ngay gulan.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.